lời Chúa. Thứ ba sau Chủ nhật thứ bảy thường niên, ngày 22 tháng 2 năm 2022. Lòng Chúa xót thương như dòng sông êm đềm nhẹ trôi. Lòng Chúa xót thương như đại dương không bờ không bên. Lòng Chúa xót thương như trời mưa mát dịu ruộng đồng, cho cây xanh tươi tốt cho bông, mặc phù sa trái rộng trên cánh đồng. Lòng Chúa xót thương mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiếng trời ra đồng. Lòng Chúa xót thương bao la như bên ngôi đại dương, dẫn đưa con đi qua muôn nẻo đường. Lời Chúa. Thứ ba sau Chủ nhật thứ bảy thường niên, ngày 22 tháng 2 năm 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba mà chúng ta thấy 22 tháng 2 2022. Mỗi ngày thứ ba, anh chị em mình nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị nhiễm COVID, rồi hậu COVID, những hậu quả của virus corona, những người bị ung thư, những người mắc những căn bệnh trầm cảm, tự kỷ, tai biến và những căn bệnh không có thuốc men trần gian nào chữa được. Xin Chúa cho họ được gặp Thầy, gặp thuốc, được Chúa sời chạm và chữa lành. Giờ đây mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ bảy thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ, chương 4 câu 1 đến câu 10. Bài trích thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ghen ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa hay sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù nghịch của Thiên Chúa. Hay các người nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa? Thần khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta ước muốn đến phát ghen lên. Nhưng ân sủng người ban còn mạnh hơn. Vì thế có lời Kinh Thánh nói: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch. Hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can, hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em. Hãy khóc lóc than van, chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi sầu buồn. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, và người sẽ cất nhắc anh em lên. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Hãy chút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho. Con tự nhủ, phải chi được đôi cánh bồ câu, để bay bổng tìm nơi an nghỉ. Tôi sẽ lánh đi mai tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc. Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tô bão bùng. Lạy Chúa, xin Ngài gây sao trộn, làm cho ngôn ngữ chung bất đồng,
vì trong thành con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, chẳng phải để trinh nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. Hallelujah, hallelujah. Ước chi tôi chẳng hãnh diễn về điều gì ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 9 câu 30 đến câu 37. Marco 9 30 đến 37. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại và nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài khai mạc Hội nghị về Linh mục tại Vatican sáng ngày 17 tháng 2 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục bốn bí quyết để kiên trì trong ơn gọi. Bốn bí quyết ấy là: gần Chúa, gần giám mục bản quyền, gần anh em linh mục và gần dân Thánh Chúa. Sau lời giới thiệu của Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là trưởng ban tổ chức, Đức Thánh Cha Francisco đã thuyết trình khai mạc, chia sẻ kinh nghiệm hơn 50 năm linh mục của Ngài với bao nhiêu chứng tá của các linh mục đã chứng tỏ khuôn mặt của vị mục tử nhân lành. Nhưng cũng có nhiều anh em linh mục mà Ngài đồng hành, họ đã đánh mất ngọn lửa của tình yêu ban đầu, và công việc phục vụ của họ trở nên khô cằn, lặp đi lặp lại và không còn ý nghĩa nữa. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự thay đổi của thời nay khiến chúng ta phải đương đầu với chúng bằng nhiều cách thức khác nhau. Có nhiều hành động và thái độ có thể là hữu ích và tốt đẹp, nhưng không phải tất cả đều có hương vị tin mừng. Ví dụ, tìm kiếm những hình thức được quy luật hóa, nhiều khi ăn rễ trong quá khứ và như muốn bảo đảm cho chúng ta một thứ bảo vệ chống lại những rủi ro nguy hiểm bằng cách chạy trốn trong một thế giới hoặc trong một xã hội không còn hiện hữu nữa. Đối nghịch với thái độ đó, Đức Thánh Cha đã cổ võ thái độ nảy sinh từ sự tín thác, chấp nhận thực tại ăn rễ sâu trong truyền thống khôn ngoan, sinh động của giáo hội, có thể giúp chúng ta ra khơi mà không sợ hãi. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa để sẵn sàng mạnh dạn ra khơi mà không sợ hãi. Đi vào cụ thể hơn, Đức Thánh Cha đề nghị bốn sự gần gũi có thể giúp một cách thực tế để khơi dậy hồng ân
và sự phong phú đã được hứa cho chúng ta. Thứ nhất, bốn sự gần gũi ấy. Thứ nhất là gần gũi Thiên Chúa. Mỗi linh mục được mời gọi, trước tiên hãy vun trồng sự gần gũi này, sự thân mật với Thiên Chúa. Và từ tương quan ấy có thể kín múc tất cả sức mạnh cần thiết cho sứ vụ. Ngài nói, nhiều cuộc khủng hoảng linh mục bắt nguồn từ sự thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu cuộc sống thân mật với Chúa, thu hẹp đời sống thiêng liêng vào một việc thực hành tôn giáo thuần túy. Quá nhiều khi trong đời sống linh mục, người ta cầu nguyện như là một bổn phận, mà quên rằng tình bạn và tình yêu không thể áp đặt như một quy luật bên ngoài, nhưng là một chọn lựa căn bản của con tim chúng ta. Một linh mục cầu nguyện nơi nền tảng tiếp tục là một Kitô hữu đã am hiểu tường tận hồng ân đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Gần gũi với Thiên Chúa như thế, thưa anh chị em, khi nghe Đức Thánh Cha nói như vậy, bản thân tôi càng thấy xác tín hơn về ơn gọi đi theo lòng thương xót Chúa. Vì đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đầu tiên là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Nếu không cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, đừng nói gì về lòng thương xót Chúa, đừng rao giảng gì. Và cầu nguyện để cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, ra đi để loan báo những gì mà mình đã cảm nhận được, mà mình cảm nhận được trong những giờ cầu nguyện và trong những thực tế khi mình đi loan báo, gặp gỡ những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Có nhiều người nói, sức đâu mà cha làm dữ vậy? Từ hồi Covid đến giờ, ai cũng lo sợ hết. Rồi mọi sinh hoạt tôn giáo đều ngưng động, trì trệ hết, vì lý do bất khả kháng, vì Covid. Thế nhưng mà đối với bản thân tôi, thì Chúa ban cho vẫn khỏe như anh chị em thấy đây. Lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, vẫn miệt mài loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh em chị em hỏi, làm sao giờ đâu mà cha soạn bài một ngày mà 4-5 món ăn tinh thần như thế này, với nhiều hình thức khác nhau như thế này? Sức đâu mà làm, giờ đâu mà làm? Tôi nói tôi làm được là nhờ cầu nguyện. Cũng như lúc chán nản chứ, cũng lúc thất vọng chứ, cũng lúc buồn, cũng lúc muốn bỏ cuộc chứ. Nhưng mà đến với Chúa, nói với Chúa, những việc chuỗi lòng thương xót Chúa, cầu nguyện. Khi mà cầu nguyện bằng chuỗi lòng thương xót Chúa thì những tư tưởng mà muốn chia sẻ với anh chị em nó cứ nảy sinh trong đầu, nuôi dưỡng ở đó, rồi lúc mà nói thì nói từ những cái đó ra. Tôi soạn trong lúc lần chuỗi lòng thương xót Chúa, tôi soạn trong lúc lần chuỗi mân côi, tôi soạn trong lúc chầu thánh thể, và tôi soạn trong thánh lễ. Có những anh em linh mục nói thú thật, nhờ làm lễ thì dễ, nhưng mà nhờ giảng thì khó lắm, vì họ ngại. Tôi nói, đối với tôi thì chẳng có gì ngại, tôi chỉ nói những gì tôi cảm nhận được. Lời Chúa ngày nào tôi nói ngày đó, vì tôi cầu nguyện trên lời Chúa, và tôi nói những cái gì mà tôi đã cầu nguyện, tôi cảm nhận được, thế thôi. Chẳng cần biết hay dở, tại vì tôi đâu có làm để được người ta khen, đâu mà cần phải hay dở. Chẳng cần phải hay giờ, vì tôi có làm để được trả lương đâu mà cần phải hay thì trả lương, mà giờ thì không trả lương. Mà anh chị em mình cảm nhận được là nhờ những cái gì, tiếng nói từ trái tim đến trái tim, thế thôi. Cứ đơn sơ, mộc mạc, chân thành. Và nếu mà không cầu nguyện, không thể làm được, tôi xác tín điều đó. Sáng ngày có một anh em linh mục, mà anh từ ngoài Trung gọi điện thoại về FaceTime, anh em nói chuyện, bảo đây những gì em đang làm, đang xây cất nhà thờ, nhà sứ mới về và làm thành một cái khu vực rất là đẹp, nhà thờ, nhà sứ khang trang lắm. Bảo giờ anh Long sao, bảo cậu bao nhiêu ngàn mét, bảo em được tới 4.000 mét, bảo tới được tới 4 thước vuông. Bảo sao em thấy anh ngồi lên mạng nhìn em tưởng là chỗ anh rộng lắm chứ, cả một cái không gian bao la mà rộng lớn lắm chứ, bảo rộng lớn lắm. Trong phim thôi. Một phim trường, anh có phim trường? Bảo có chứ. Và lên Nhật mình thấy cái phim trường bằng cái lỗ mũi.
Rồi sao anh xích đâu anh làm? Thì tôi cứ cầu nguyện đâu làm đó. Cầu nguyện Chúa cho làm đâu làm đó. Cầu nguyện Chúa bảo không làm thì nghỉ. Mà Chúa chưa bao giờ bảo nghỉ. Chúa chỉ bảo cứ tiếp tục đi con. Thì đi gì đi, có sao đâu. Cho nên là cái gần gũi với Thiên Chúa, nói chuyện với Chúa, mà Chúa nói với Faustina là ta muốn con nói chuyện với ta như người bạn. Ta muốn con kể chuyện đời của con ra. Đúng là hiệp hành đó. Chúa vẫn hiệp hành với Faustina. Lòng thương xót Chúa, con đường lòng thương xót Chúa là con đường hiệp hành. Con đường Thiên Chúa hiệp hành với mình và muốn chúng ta hiệp hành với những mọi người khác. Đến với Chúa, lòng thương xót thấy dễ thương. Khoe bảo em có tượng lòng thương xót Chúa làm 3 thước 7 đây. Bảo rồi sao? Bảo mà em mấy cuốn sách hồi xưa tâm thư lòng nhân hậu. Bây giờ của em cũ quá rồi, photo nát bét rồi, anh có sách bảo mới rồi, đổi mới rồi. Và có gì, có cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót này, có mới rồi, đầy đủ. Và em lấy cái của anh, em photo giờ nát quá, bảo không, giờ để mình gửi cho. Bảo anh gửi cho em mấy cuốn này, em photo, bảo không, sách này không photo, này là in bìa cứng, cứ cáo cạnh. Bảo rồi sao thì cấn nhiêu, gửi bấy nhiêu. Ta mới in thêm 10.000 cuốn, đây là đợt in thứ hai, lần trước 10.000 trước Tết. Đúng có 10 ngày Tết hết 10.000 cuốn. Giờ mới có 10.000 cuốn kế tiếp để gửi ra cho. Và chỗ nào cần chúng tôi gửi, nhất là các cha, các thầy, các sư cần để cho giáo dân, anh chị em, nhất là những người tân tòng, có những kinh căn bản họ đọc tuyệt vời. Chúa Minh Côi, chuỗi lòng thương xót đầy đủ. Rồi cầu nguyện xin ơn chữa lành bằng chuỗi lòng thương xót với 5 mặt, tâm lý, thể lý, tâm linh đầy đủ hết. Đó, thì mình có những cuốn sách này để mình gần gũi với Thiên Chúa, như Đức Thánh Cha nói. Và khi gần gũi như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình chẳng có gì phải cạnh tranh với ai cả. Rồi anh gửi cho em bảo, gửi, để tớ gửi cho. Nói vậy anh xích đâu anh làm? Bảo thì đó, tớ cứ cầu nguyện để tớ làm thôi. Bảo anh có bình an không? Bảo bây giờ tớ còn bình an hơn cậu ấy. Bảo sao vậy? Thì cậu cứ phải xây hết cái này đến cái kia, tớ có phải xây cái gì đâu. Bảo anh không xây gì? Bảo có, tớ xây còn công trình vĩ đại hơn. Bảo giáo dân cậu bao nhiêu? Bảo giáo dân em được khoảng chừng 400-500 người. Bảo giáo trong giáo xứ, bảo giáo dân của anh sao dân tới toàn thế giới. Không biết bao nhiêu người, biết 4 triệu hay bao nhiêu triệu thì không cần biết. Cũng chẳng biết, không có giới hạn, không gian, cũng chẳng có thời gian. Tình yêu mà vô giới hạn. Họ muốn nghe lúc nào họ mở lên họ nghe. Bất cứ lúc nào mở cũng có thể nghe được. Ở đâu cũng có thể nghe được thì có giới hạn không gian và thời gian đâu. Đấy, thưa anh chị em, khi mình gần gũi với Chúa đó, thì Chúa sẽ chỉ cho cách làm. Hồi tôi ngồi tôi nghĩ bảo, hết cái này rồi làm gì bây giờ đấy, tự nhiên rồi bật ra cái này, bật ra cái khác. Chúa cứ dẫn đi từng bước nếu mình gần gũi với Chúa. Và Chúa nói với Faustina rằng là con gần gũi với ta bằng cách là kể chuyện đời con cho ta nghe. Những chuyện đời thường ấy, đến nói chuyện ta nghe. Và Chúa biết rồi mà, ta biết rồi nhưng mà ta thích nghe con nói kìa. Chẳng ai chịu nói chuyện với ta cả. Nó chỉ chạy đến nó xin, giống như bố mẹ. Bố ơi, cho con tiền mua kem rồi nó chạy mất, đi chơi với bạn nó. Bố ơi, cho con tiền đóng tiền học, tiền học xong đi đến với cô giáo nó. Bố ơi, cho con tiền mua xe đạp xong rồi đạp xe đi chơi với bạn nó. Bố mẹ cứ ngồi chờ trắng thằng nào, đứa con nào chạy về để kể cho bố mẹ này mua xe đạp, mày đi chơi thế nào, mày ăn kem ngon hay không, rồi mày coi phim dở hay là hay kể ta nghe. Chúa thích vậy. Chúa như người cha người mẹ ngồi chờ đứa con mình đến tâm sự với Chúa. Cho nên có những lúc mà lần chuỗi xong tôi lại thường lễ xong rồi đọc kinh xong, tôi là ông Từ, là người cuối cùng, bao giờ cũng là người cuối cùng tắt điện, tắt quạt, đóng cửa rồi đi xuống ăn cơm. Anh em cứ lễ xong này đọc kinh xong về hết, còn tôi cứ lại. Còn khi tôi lẩn thần, tôi ngồi, tôi nói chuyện với Chúa, tôi nghĩ tới đứa này, nghĩ tới đứa kia. Tôi bảo không biết giờ nó là sao rồi. Con nhớ nó quá, con thấy tội nghiệp quá, nó con thương nó quá, Chúa ơi. Bảo mày thương nó bộ tao không thương à? Thì Chúa thương, Chúa giúp nó một tí, thì tao cũng giúp mà từ từ. Để coi nó làm sao. Để cho nó thấm đòn đã. Để cho nó, coi nó có tín thác vào ta hay không đã. Cho sớm quá, nhiều khi nó ỉ lại. Nó không chịu cố gắng. Nó không muốn cầu nguyện nữa. Con thấy bao nhiêu đứa đấy, con khấn cho nó xong có đứa nào nó quay lại không? Mà trước giờ chia sẻ, bảo vệ bảo cha có 2 mẹ con từ Hải Dương lên chờ cha mấy tiếng hồ.
Bảo thôi đi, tôi phải đi giảng. Bảo không, cho xuống tí đi, tốt nghiệp họ, họ Bình Dương tới. Bảo chắc họ khấn đi, bảo con không biết, cho xuống dùm tí, tội nghiệp họ, hai mẹ con. Xuống gặp người mẹ với đứa con trai, 15 tuổi. Hai mẹ con đến, ở sao, ở đâu, bảo tôi con Bình Dương chạy đến đây, bảo đấy làm gì đây, gặp chuyện gì đây con. Bảo con đến để con tạ ơn Chúa. Hết, mỗi vậy thôi, ba chữ đến để tạ ơn Chúa. Vì con được ơn. Đúng rồi, con đến xin cha cầu nguyện, bây giờ tụi con được ơn rồi. Bảo con làm gì, con là công nhân bình thường ý Bình Dương. Hôm nay tranh thủ chạy xuống nghỉ buổi chiều, chạy xuống để nói với cha là đây, lời tạ ơn, xin cảm ơn. Hết. Không xin gì nha. Lâu lâu gặp như tâm hồn đơn sơ, dễ thương. Tôi tưởng là họ giàu có, ngon lành đầy đủ hết. Không, con công nhân bình thường. Trong khi đó gặp những người mà đại gia, những người mà nứt vách đổ tường, trời, còn mấy dự án nữa khó khăn lắm. Trời, còn dự án mấy ngàn tỷ nữa, còn đang vài ngân hàng lắm. Vậy thì bán bớt thì xù bán thì nó còn đang để ít nữa, nó lên giá, nó bán. Giờ lời có 100 tỷ, sang năm lời 200 tỷ. Còn rồi làm gì nữa? Thì sang năm lại đầu tư cái 200 tỷ, đợi lời 200 tỷ là 400 tỷ. Rồi sau nữa thì 400 tỷ lên 800 tỷ. Rồi sau nữa, con chẳng biết làm gì nữa giờ. Rồi chết chứ làm cái gì? Có đem đi được không? Cho nên gần gũi với Chúa. Anh chị em mình với chuỗi lòng thương xót Chúa Mân Côi, cứ vậy mà gần gũi với Chúa. Cứ ai muốn nói gì nói, tôi đạo đức bình dân vậy thôi. Cứ chuỗi mình lòng thương xót Chúa Mân Côi, tôi quật. Chẳng có phải lùi thôi gì hết. Ở trung tâm mục vụ cứ ngày nào cũng vậy. Cứ đúng giờ 3 giờ thứ 10, thứ 15 đến dọn. 3 giờ đọc chuỗi lòng thương xót. Sau đó chuỗi Mân Côi. Một người cũng làm, hai người cũng làm. Anh em bận rộn, tôi nói anh em bận rộn xuống núi, còn tôi làm mũi sen giang tay trên núi cầu nguyện cho anh em. Cứ đi một vụ, mình tôi, ông gác đền cũng được. Và thấy, tự nhiên, còn lắm nha, phong phú lắm ấy nha. Mấy anh em nhìn bảo, chứ cái này sao không thấy anh già đi, bảo tóc thì có bạc nhưng mà tâm hồn không có già. Bảo bây giờ thì ngưng, bây giờ chú bảo ngưng à, chứ còn làm riết. Thưa anh chị em, đấy, gần gũi với Thiên Chúa đi. Chúng mình bằng chuỗi Mân Côi, bằng chuỗi lòng thương xót, bằng giờ chầu thánh thể và bằng thánh lễ. Có nhiều người cứ đưa cho tôi thêm nhiều kinh này rồi, nhiều kiểu nọ kiểu kia, tôi bảo thôi đi, làm này cũng đủ rồi. Hoa hồng, hoa đỏ, hoa tím gì đủ thứ, kiểu này kiểu nọ kiểu kia, tôi bảo thôi. Cái gì giáo hội cho phép làm gì chính thống mình làm. Còn những cái gì tư nhân thôi bớt đi. Để cái gì cho nó đơn giản, cuộc sống mình đi, phức tạp quá, mấy kinh này đọc chưa xong mà cứ thêm này, thêm nọ, thêm này, thêm ghi chi cho nó mệt quá vậy. Thưa anh chị em, cứ đến với Chúa, cứ gần gũi với Chúa bằng chuỗi lòng thương xót, qua mẹ đến với Chúa bằng chuỗi Mân Côi, bằng giờ chầu thánh thể, bằng thánh lễ. Và đó là điều mà chúng tôi làm suốt 14 năm. Để loan truyền lòng thương xót Chúa, bao giờ cũng chỉ có 4 cái đó. 4 món ăn trời, 4 món tinh thần, 4 món gì đó, tuyệt kỷ gì đó, độc đáo gì, đặc sản như vậy. Về giáo điểm tin mừng, mấy anh em còn nhớ chứ. Chúng tôi chỉ có 5 xoay anh em thôi, nhưng mà cũng đầy đủ. Cứ lần chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót, chầu thánh thể và thánh lễ. Có 5 người rồi tới 10 người rồi dần dần lên. Cuối cùng khi ra đi là 50.000 người. Từ 5 người, mà chỉ cầu nguyện thôi chứ có làm gì đâu. Đến điều tra hay là đến thăm dò, đến quan sát, bảo chỉ thấy ông lần chuỗi Mân Côi rồi chuỗi lòng thương xót rồi chầu thánh thể rồi thánh lễ, hết, có làm gì khác đâu. Có thấy làm gì khác không? Không. Cứ vậy thôi. Mà người ta cứ đến, mà người ta cứ được ơn, vì người ta tin, thế thôi. Gần gũi với Chúa đi. Rồi điểm thứ hai, Đức Giáo Hoàng nói các anh em linh mục là gần gũi với giám mục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong tư cách là giáo hội, quá nhiều khi và cả ngày nay chúng ta giải thích về sự vâng lời xa lìa cảm thức tin mừng. Vâng lời không phải là một phẩm tính kỷ luật, nhưng là đặc điểm sâu xa nhất của những liên hệ nối kết chúng ta trong sự hiệp thông. Đó là đặc tính của tương quan của linh mục với giám mục. Sự gần gũi này giúp phá vỡ mọi toan tính khép kín tự biện minh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giám mục bất kỳ ai đi nữa
tiếp tục đối với mỗi linh mục và mỗi giáo hội địa phương là mối dây giúp phân định thánh ý Chúa. Giám mục giúp cho linh mục cũng như là một giáo hội địa phương phân định được thánh ý Chúa. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chính giám mục chỉ có thể là một phương tiện để phân định nếu chính giám mục biết lắng nghe thực tại của các linh mục thuộc quyền và của dân thánh của Thiên Chúa được ủy thác cho giám mục. Giám mục chỉ có thể phân định được Thánh Ý Chúa giúp người ta là một phương tiện để phân định Thánh Ý Chúa nếu chính giám mục biết lắng nghe thực tại của các linh mục thuộc quyền, lắng nghe thực tại của các linh mục thuộc quyền và dân thánh của Thiên Chúa được ủy thác cho giám mục. Thứ ba, gần gũi với anh em linh mục. Về sự gần gũi với các anh em linh mục, Đức Thánh Cha nhắc đến một tục ngữ Phi Châu: nếu bạn muốn đi nhanh thì đi một mình, nếu bạn muốn đi xa thì hãy đi với người khác. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi với người khác. Nhiều khi giáo hội có vẻ chậm chạp, nhưng tôi ưa nghĩ đó là sự chậm chạp của người quyết định bước đi trong tình huynh đệ, đi với người khác chứ không đi một mình. Những đặc tính của tình huynh đệ được Thánh Phaolô trình bày trong đoạn 13 của thư gửi tín hữu thành Côrintô về tình bác ái. Theo đó cần học kiên nhẫn, khả năng có trách nhiệm với người khác, mang đỡ gánh nặng của họ. Trái nghịch với sự kiên nhẫn là sự dửng dưng xa cách. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác những thái độ đi ngược lại tình huynh đệ, thái độ tự tôn, thiếu tôn trọng đối với người ở gần, cần tránh tìm tư lợi, không dành chỗ cho sự giận dữ. Và gần gũi thứ tư là gần gũi dân thánh của Thiên Chúa. Sau cùng là sự gần gũi dân thánh của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tình yêu đối với dân chính là sức mạnh tinh thần giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Tình yêu đối với dân chính là sức mạnh tinh thần giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Chỗ đứng của linh mục là ở giữa dân trong một tương quan gần gũi với dân. Ngài cũng nói, tôi chắc chắn rằng để tái hiểu căn tính của linh mục, ngày nay điều quan trọng là sống trong tương quan chặt chẽ với cuộc sống của dân, ở cạnh dân, không tìm một con đường chạy trốn nào khác. Trong khi đó, trong tin mừng, chúng ta vừa mới nghe các tông đồ không tìm cách gần gũi với dân mà lại đi tìm coi ai là người lớn nhất, tranh hơn tranh thua, ganh tị, ganh ghét, ghen tương luôn nảy sinh trong cộng đoàn. Dù là đã đi với Chúa Giêsu, đã nghe Chúa dạy, đã thấy việc Chúa làm, và nhất là nhìn vào cuộc sống của Chúa rồi, ấy thế mà trong con người vẫn nảy sinh sự ghen tị, ghen tương. Ai muốn làm người đánh đầu? Chúa trả lời là một câu làm yêu chết quất hết. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Một điều mà ngày hôm nay trong giáo hội cũng như trong xã hội loài người khó lắm, thưa anh chị em. Ai muốn làm đầu thì làm người rốt hết và làm người phục vụ anh em. Và thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ nói, anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa rồi người sẽ cất nhắc anh em lên. Mà có ai làm được như vậy đâu. Bản tính con người tự nhiên, tôi cũng như anh chị em thôi. Ai cũng muốn hơn người. Anh cũng muốn thua người khác không? Chị cũng muốn thua người kia không? Cô cũng muốn thua người bà bên cạnh không? Chẳng ai muốn thua hết. Lúc nào cũng thắng, thắng và thắng. Chúng ta thấy thể thao cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ muốn thắng. Chỉ có đội thắng, đội thắng, đội thắng. Thắng thì được vinh danh, tôn vinh đủ thứ. Thua cái thì mọi người chửi rủa đủ thứ chê trách. Mới chê trách hôm trước thua bét, mà bây giờ thắng cái lại bắt đầu lại tôn lên. Hồ, cuộc sống con người ta chỉ suốt ngày hơn thua, mệt về cái hơn thua đó. Rồi sống đời sống tu trì mình cũng bị cái hơn thua đó là mình mệt lắm.
chẳng dạy gì, cứ đến với lòng thương xót Chúa là nhất, là số một rồi. Còn gì mà hơn với thua trong đó nữa, thưa anh chị em. Riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa để ơn phúc Chúa đổ tràn xuống trên mình. Tôi mới đọc lại cuốn bức tâm thư lòng nhân hậu của cha. Có mấy anh em nghe đọc xong bảo, ủa có gì mới lạ quá vậy? Có anh em bảo, hôm nay con đọc đi đọc lại rồi mà hôm nay nghe cha đọc lại lần nữa, con thấy nó vẫn tuyệt vời. Thì ý tưởng trong bức thư, tâm thư lòng nhân hậu của cha, có nhiều người đề nghị là đọc lại vì âm thanh cho nó tốt hơn, nó rõ hơn, chỉnh chu hơn. Và đọc lại tôi thấy cũng giống như là mình đọc cho chính bản thân mình. Anh chị em nghe tâm thư lòng nhân hậu của cha mới post lên trên mạng tinthac.net. Cuốn rách cũ lắm rồi mà bây giờ đọc lại vẫn thấy nó mới. Vậy thì đâu phải cái hình thức, nhưng mà cái nội dung mới là quan trọng. Còn có cuốn sách có mới mà nội dung cũ rích thì cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên cái tinh thần cứ cũ rích là cứ muốn hơn người, cũ lắm rồi, xưa lắm rồi. Ghen tị mà Giacôbê nói rằng là anh em ham muốn mà không có, cho nên anh em chém giết, anh em ganh ghét không được, cho nên xung đột gây chiến với nhau. Đấy, thấy người ta hơn mình, người ta được nhiều người biết đến, người ta được nổi tiếng hơn, người ta được cái này kia là mình chịu không nổi. Không nổi cho nên gây chiến. Rồi trong người mình sự xung đột, trong chính con người mình những khoái lạc, cái xung đột. Muốn mà không được cho nên là chịu không được. Chỉ muốn đẹp, anh muốn cái xe hơi, ông muốn cái nhà lầu mà không được cho nên mình bất an lắm phải không? Khó chịu lắm phải không? Cứ thấy nó đi xe hơi mà mình còn nó đang là chịu không được. Cứ thấy nó lầu 5 mà mình mới có lầu 3 là mình chịu không được. Cho nên cái máu ganh tương mà Giacôbê bảo rằng là gây chiến trong chính con người của mình. Mà mình xin không được là vì mình xin với tà ý. Không được vì không xin, xin mà không được là xin với tà ý. Xin không phải để là vinh danh Chúa hay lợi ích các linh hồn, mà chỉ xin là vì thưa Chúa cho con xây cái lầu. Tại sao vậy? Thằng bên cạnh nó có một lầu, còn hai lầu. Thưa Chúa cho con làm giám đốc đi. Sao vậy? Cái thằng giám đốc mới này nó kênh mặt quá, Chúa còn chịu không được. Tà ý của mình. Và nghe chuyện đạo cũng vậy. Mình ganh nhau, ca đoàn này hát hay hơn ca đoàn kia. Chúa cho con ca đoàn con hát hay đi, vì ca đoàn kia hát hay hơn con chịu không được. Chúa cho con giảng hay hơn đi, ông kia cũng giảng hay hơn con chịu không được. Chúa cho người ta đến với con nhiều hơn đi. Sao vậy? Vì cái ông kia cũng thu hút hết người dân của con chịu không được. Mình xin với tà ý. Ganh tị ghen ghét trong đó không được đâu. Và Giacôbê gọi là những kẻ ngoại tình. Ngoại tình là mình coi thế gian, yêu mến thế gian, coi những cái gì của về thế gian hơn Thiên Chúa. Không chọn Thiên Chúa trước mà chọn thế gian, cho nên gọi là ngoại tình. Đi với Thiên Chúa rồi mà cứ sống theo kiểu thế gian, đó là ngoại tình. Đi với lòng thương xót Chúa rồi, vì mình và đại dương lòng thương xót Chúa rồi mà vẫn để cho những tà ý tà tâm nó nảy sinh trong mình, rồi mình chạy theo nó, chạy theo thế gian với những đam mê, những quyền lực, với danh vọng trước tước, đó là mình đang ngoại tình với Thiên Chúa. Cho nên hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em. Đến gần Thiên Chúa, người đến gần anh em. Đức Giáo Hoàng nói đến gần Thiên Chúa, mà gần Thiên Chúa thì bằng cầu nguyện thì bằng chuỗi lòng thương xót. Khi mình cầu nguyện chuỗi lòng thương xót thì mình thấy Chúa gần mình, và khi Chúa gần mình thì Chúa lấy máu và nước rửa sạch, tẩy luyện tâm can mình, để mình có lòng thương xót, mình thấu cảm được với nỗi khốn cùng của anh em. Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, đó là thương xót đấy. Đó là thực hành lòng thương xót đấy. Đó là có lòng thương xót đấy. Và đó là hiệp hành với anh em của mình đấy. Cảm thấu nỗi khốn cùng của anh em. Mình chỉ biết những người giàu thôi. Mình chỉ biết cái gì xa hoa, lộng lẫy thôi. Mình chỉ biết quyền lực và chỉ biết chạy theo những cái gì của thế gian thôi. Mình đi tu mà sao cứ phải chạy theo thế gian, theo những người giàu chi vậy? Có anh biện minh cho tôi là phải có người giàu vậy thì mình mới làm được chứ. Và tôi đâu phải hèn hạ như thế, tôi phải chạy theo người giàu làm cái gì. Vì
Hãy khóc lóc than van, chứ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc và niềm vui của anh em ra nỗi buồn. Là vì mình cảm thấu nỗi khổ của anh em, mình buồn cái buồn của họ, đau cái đau của họ, sầu cái sầu của họ. Và như thế mình mới thực sự là con người của lòng thương xót. Ta cùng thinh lặng cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người biết đi vào con đường của Chúa, con đường phục vụ, con đường của lòng thương xót, càng làm lớn càng là người phục vụ anh chị em của mình. Cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chúa xót thương.